Đây là một con bồi đồng nha anh em. Bồi đồng này chớm nổi rồi. Thì nói chung mà cái nước nó thì mình nói với anh em là mình sẽ nói với anh em là từ siêu nước luôn á nha anh em. Bây giờ thoải mái không sao hết nha anh em. Mình là bay là mình không sợ vậy đó. Người lạ người đồ tới xem coi là cho nó bay thoải mái luôn. Sau này mình đi chơi á, mình giao lưu á, mình không có sợ nha anh em. Thì những con chim này á, thì ở mình á, mùa mưa con mồi nó cũng chưa chắc là nó lông lé nó bóng bậy đâu. Sao bây đừng nên không mà tính với con bồi nha anh em. Thì con này là một con đồng ở Hòn Đen nè anh em à. Nói chung là siêu nước luôn. Từ cái độ khống rước về dặm dục nó, anh em nào mà anh em sở hữu nuôi thì anh ấy sẽ biết. Con này nuôi cũng hơn một năm rồi. Bây giờ thì nó đã bung rồi, chịu gu rồi. Thì những mùa đây rất là lạnh nha anh em. Thì mình cố gắng mà đứng xe xe mình bỏ một con bồi thiệt lâu cho nó gu để anh em nghe được cái nết gu là thôi. Chứ còn nó chưa thật tớ được, âm giọng nó chưa có bung hết. Thì con này nó có một bộ cườm là khủng rồi nha anh em. Bộ cườm là đóng đẹp cực kỳ. Và này nó thấy lòng nó ra chưa có hết, nó còn xốp lông mà nha anh em. Phải nắng nôi rồi nó sẽ xếp lại vì mùa đây lạnh lắm. Vàng lông là vàng lông màu đỏ sậm. Vàng cườm thì nó keo, nói chung thì không phải là loại là xốp lên đến đâu, nhưng mà con vàng cái khung cườm con này là rất là đẹp nha anh em. Còn cặp chân thì đồng thì đóng cặp chân đây thì nói chung là quá đẹp rồi. To quặm giống bàn dĩ như cái hai bên là dĩ bàn dĩ đi uống gọi là nhơn á, ở mình gọi là nhơn á. Hai bên nó đóng rất là đều nha anh em. Cố gắng quay cho nhiều anh em rất quan trọng về cái chân á, cái bàn dây của chân á nó phải đều. Còn dàn quy nè anh em, dây chi chít khung cơm. Khung cơm nè anh em. Đeo mặt. Và đặc biệt là cái dàn lông hậu á anh em à, nó màu vàng sậm luôn chứ không phải trắng nha anh em. Mình ít thích cái phao và cái phao hậu nó ít, nó trắng là nó sấp sợp con chim mà nó không có cảm giác nha anh em thấy không. Nói chung là vừa nước của nó thì thôi mình nãy mình nói rồi, còn vào tàn thì nói chung là nó gù thì anh em nói chung là nghĩ là bắt không được bằng lòng lé thôi nha anh em. Nó gù rất là ác. Về khu vực Hòn Đen đấy nó có những con chim đồng ý, nó vẫn có chim hay và chim dứa chứ không phải là hay hết, nhưng mà những con chim ở Hòn Đen nó đã hay rồi á thì vừa là anh em nuôi nó lên là làm mồi rồi á. Thì ở khu vực mình cũng có nhiều con chim á, con mồi á, đặc biệt danh là con ở Hòn Đen á, nhiều con chim nó rất là khiếp nha anh em. Hồi xưa sư phụ mình có nhiều con chim mà bắt ở Hòn Đen về làm mồi á, nó bắt sau này lên mồi nó gù dã man luôn nha anh em. Mà khu vực đấy không những nó gù nhiều nhưng mà đặc biệt nó hay, mà nó còn gù cứng mà nó còn cả nước nữa nha anh em. Đó, anh em nào mà cứ căng một con chim đồng vừa anh em cứ nuôi từ từ đặt dành làm hậu vợ sau này á, đó lên chơi á thì đặt nó là đặt con đồng Hòn Đen cũng được. Anh em dù nuôi từ từ anh em lên anh em làm hậu vợ cho nên anh em chơi thì không những nó hay mà thủ thở khung cườm nó thì anh em chiến hậu tới chơi là phải chấp hít nha anh em. Và nó dài nè anh em à, nó dài như chục xuống à.
con bổi này là không phải là đâu mà dở cá bổi như vậy nè anh em ạ. Đây là những anh em mình đi chơi ở lại trên rừng núi kẻ năm trước tình cờ gặp bắt rồi vừa mình mới giữ lại và nuôi cho nên hôm nay chứ không phải là thấy dây là ở Phú Yên là cua nhiều là anh em cứ đi là cửa là bắt cá chim đẹp đâu nha anh em, rất là khó. Ở đâu còn vậy đó, có con hay con dở con đẹp con xấu nha anh em, nhưng mà những con chim mình tiếng chọn là phải có hồn và đặc biệt là phải cứng gu nha anh em. Rồi mình xin chào hết tất cả nha anh em nào cứ mà nhìn vào á thích con chim này là cứ alo cho mình sẽ giao lưu cho anh em.